một muỗng muối nè, chút xíu bột ngọt và một trái ớt. Em ăn ớt ít lắm nên đâm có một trái ớt à mà nó lên cái màu đỏ nè. Ngon lành cành đào chén muối ớt luôn cả nhà ơi. Ồ, nhìn mâm trái cây nè, trái rất là to và bóng đẹp luôn á. Đây, mời cả nhà thưởng thức mâm trái cây này nha. Mâm trái cây này Mung đã rửa sạch sẽ hết rồi đó, ngâm nước muối rồi đó. Rồi nhìn cái màu đẹp quá, mời cả nhà dùng Chào nha. cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay em sẽ review mâm trái cây nha. Mâm trái cây này là cả nhà có 60.000 à cả nhà. Hôm bữa em coi kênh của chị Ngọc Hân người miền Tây ở Mỹ á cả nhà, mua 2 kg mận, 3 kg mận, 2 kg xoài mà tới 3,8 triệu rồi cả nhà. Nên hôm nay em thấy chị ăn cũng thèm nữa nên em review thử bên Việt Nam mình mua bấy nhiêu này nè là bao nhiêu tiền. Là em mua chỉ có 60.000 thôi. Đây là 2 kg mặn, 2 kg xài, với lại 20.000 mặn Hà Nội nè cả nhà. Là mỗi thứ 20 là 60.000 á. Mâm trái cây hôm nay rất là ngon luôn cả nhà ơi. Bây giờ mời với cả nhà ăn trái mặn nha. Này con, rồi ăn mặn nha. Mời cả nhà ăn mặn nha. Đây, trái mặn này cả nhà ơi, rất là to luôn. Sáng á em đi chợ quê á, không có không có mặn đỏ, chỉ có làm mặn trắng gì nè cả nhà. Ăn trong lúc trời mưa luôn cả nhà ơi. Mưa quá mưa. Chờ đợi cho hết mưa đừng quay video. Rồi mấy đứa nhỏ nó có máy chạy bộ nó mới phát minh ra nè cả nhà. Tao chạy cho cả nhà xem máy chạy bộ á. Máy chạy bộ đó cả nhà ơi. Mới phát minh ra. Có công tắc bật lên bật xuống nữa cả nhà ơi. À, cả nhà mưa quá mưa rồi. Đi vô cái chòi lá thì nó tối quá. Mời cả nhà lại nha cả nhà. Giờ này nó hơi tạnh mưa rồi, chỉ còn lác đác lâm râm thôi. Nhưng mà cũng trời cũng còn hơi tối. Rồi ở phía ngoài mép bên cái chòi lá này cả nhà. Mời cả nhà ăn miếng mặn chấm muối ớt nha. Cái này chấm ít ít thôi, chấm nhiều quá nó bị sặc đó cả nhà. Mời cả nhà ăn nha. Đây là ngon quá. Nó ngọt ngay luôn á cả nhà. Vừa rẻ mà vừa ngon nữa. Ngon quá. Mặn này nè. Rất là to luôn á cả nhà nè, nhìn rất là đẹp luôn. Mà có chỗ á em mua quen á là cái chị này á, chị bán em có 10.000 ký à, chị nói bán rẻ cũng tại vì mối. Thế là thật sự chị bán 12.000 rồi, chị nói mối nên chị bán có 10.000 à cả nhà. Mua 2 kg mặn quá ngon luôn. Còn xài này nè cả nhà, cái này là xài keo, xài keo ăn rất là ngon luôn á. Cái anh bán này nè, tại em mua tới 2 chủ rồi. Anh bán anh nói giới thiệu là xài keo ngon lắm, để chút em thử nha. Ăn mặn ngon quá, không có sâu nữa cả nhà, ngon ngọt ngay à. Ngon không?
coi nè. Cái mặn này nè cả nhà. Mình ở đây á thì vô mùa ăn rất là nhiều ngon luôn. Còn cái nhiều khi á bên nước ngoài mà vận chuyển qua tiền nhiều lắm cả nhà ơi. Nhưng bữa hôm đó chị Hằng á có review á, chỉ mua ăn thử review với lại chỉ thèm á cả nhà. Vừa mắc mà vừa bị sâu nữa. Cả nhà nào có thích qua bên kênh của chị Hằng á cả nhà, người miền Tây sống ở Mỹ á, chỉ review cũng đồ ăn, chỉ làm đồ ăn cũng rất là ngon luôn á cả nhà. Chị rất là dễ thương. Cái này nó ngọt như đường luôn cả nhà ơi. Nhà vườn mình vừa bán vừa rẻ mà vừa ngon nữa. Ủng hộ nhà vườn nha. Em mua á không có trả giá cả nhà ơi, ít có khi mà trả giá lắm. Tại vì á nhà mình nhà vườn mình bán á, đồ á, rất là rẻ. Bán mấy cái loại trái cây á mình rất là nhiều luôn á, nên không có trả giá. Tại vì á lời cũng meo lắm cả nhà ơi. Hai mấy đứa nhỏ nó ăn mà nó cười giỡn vui quá cả nhà. Ăn này cái muối ít thôi, nó bị sặc đó cả nhà. Dạ. Dạ mà. Nè. Bẻ được. Ngon quá. Nãy giờ ăn có đứa nào bị sâu không? Không. Ừ. Ôi cái này nó lạc nhắc như vậy. Lạc hả? Ừ. Mặn ngộ lắm. Có trái ngọt có trái lạc, tại vì vào mùa mưa cả nhà, khi mà mặn á cả nhà, mua mùa nắng á thì nó sẽ ngọt nhiều luôn, ngọt như đường luôn á. Vào mùa mưa nó hơi lạc chút xíu. Cái muối vô ngon. Cái gì đi xài, cái xài ngon quá. Bây giờ em sẽ gọt cái xài này nha. Xài này mới hái luôn á nha, còn cuốn nữa. Xài mới hái ăn rất là giòn luôn. Mấy đứa nhỏ nó khoái đồ chua lắm. Xài này á, nhà của Hiếm Bảy á có sòng mà còng trồng mấy cái xài hôi á cả nhà. Xài hôi nó ăn á ngon lắm cả nhà, ăn sống á nó không có bị chua, ăn với mắm đường nó ngon dữ lắm nè. Này con ngon đấy hả? Ngon không mà cả nhà ăn trái xài keo nha cả nhà. Chua quá. Ôi cái đít nó chua. Ngọt. Được mà. Chua hả? Hay đi. Nó lại nó ăn mặn đó cả nhà. Nó ăn mặn. Ngọt á. Ăn qua trái xài này nó chua. Chắc hút đít quá ha. Nè. Hút đầu ăn thử, hút đầu đi. Này con. Em mời cả nhà. Cúc đít chua. Cúc đít mới chua. Tại có ăn mặn đó gì á. Cúc đậu ngọt. Cần tại vậy hơi chua gì. Ăn thấy ngon á. Cho tại thử. Chấm muối ăn ngon á. Ừ, không kìa. Cái này ăn nó đâu có bằng mà trái mà bữa hổm ăn đâu. Ăn được. Được. Cà hứa đây, cà hứa. Có cùi à, cái ăn cùi. Chua không? Ăn cùi. Cái là ăn cái cùi.
Không bán củi. Ngon lắm cả nhà ơi. Ngon không? Ngon. Bây giờ mình ăn review trái xài cả nhà. Trái xài này là mới hái á. Nó còn mủ luôn á. Còn cuốn nữa. Bẻ ra hồi sáng á, đem về nhà em phải rửa lại á, rửa cho mấy mủ á, nó dính vô đây nè. Rồi ăn trái xài xong rồi. Bây giờ cả nhà ơi, đây là cái trái mận Hà Nội nè cả nhà. À, nó nhỏ nhỏ, cái màu nó đỏ đỏ này cũng dễ thương lắm cả nhà. Để ăn thử rồi nó trái mận này nó ra sao nha cả nhà. Em cũng lần đầu tiên ăn trái mận này nè, thấy ngộ ngộ nên mua ăn thử á. Có đứa nào ăn trái mận này chưa? Rồi. Tàn rồi hả? Ăn ở đâu? Ở nhà Tám. Vậy hả? Ăn bên nhà Tám hả? Quý ăn này trái mận này chưa? Chưa hả? Nè cho con nè. Nè. Ăn thử đi. Hả? Chua. Chua hả? Cả nhà ơi, lần đầu tiên ăn cái mận này thử anh nó ngon, em mời cả nhà nha. Ngọt. Chua hay ngọt? Đúng biết hả? Đây đã ăn thử. Ngọt. Ở trong nó đỏ đỏ. Ăn đi. Có trái ngọt có chua. Cái này nó chua chua ngọt ngọt cả nhà ơi. Ngọt quá. Để chấm miếng muối gì kìa. Lên mày luôn rồi. Ngọt không? Chua chua ngọt. Ăn nó đi chua lắm. Có trái này chín nè. Nó mềm nè cả nhà. Ngọt hết. Ngon quá. Để ăn thử trái chín nữa coi. Trái chín đó, nó đỡ sậm luôn á nhà, nó ngọt nha. Trái này thì có độ chua. Trái mềm á, con ăn trái mềm á là nó ngọt á. Trái sống á nó chua. Ăn trái sống chấm muối ớt cũng ngon lắm cả nhà. Mình mua ăn thử thôi. Nhưng mà sau này á, em thấy mặn ở đây ngon hơn cả nhà ơi. Mặn mình ngon hơn ha. Ăn thử mặn Hà Nội cho biết á cả nhà. Ăn cũng được cả nhà ơi. Chứ mình ở miền Tây á, quen trái cây này, quen trái mặn này á. Ăn trái mặn Hà Nội này vô á. Thấy đựng mình ăn thử cho biết á. Nó chua, cả nhà nào thích ăn chua nhìn chua á, trái mặn thì ăn thử trái mặn này. Còn cái mặn của mình rất là nước nhiều luôn. Ngon. Cái này chúng tôi thấy là nó rất nó trái sống mình cắt mua ớt á ha. Rất ngon lắm ha. Lắm. Đắng quá ha. Rồi à cả nhà ơi, video review mâm trái cây á mua ở Việt Nam á. Rất là rẻ luôn. Vào mùa ăn á ngon ngon lắm cả nhà. Rất là ngọt luôn. Xài cũng ngon, mặn cũng ngon nữa. Nhưng mà vận chuyển qua bên nước ngoài á mắc quá cả nhà. Nên mình ở Việt Nam mình ủng hộ nhà vườn mình nha. Rồi video của em đến đây cũng xin kết thúc. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.